Kỳ Xuân là địa phương ở vùng bãi ngang ven biển thuộc vùng ngoài của huyện Kỳ Anh, với gần 7.000 dân sinh sống, trong đó có 2.000 hộ làm nghề đánh bắt và khai thác thủy sản. Bãi biển Kỳ Xuân là nơi hội tụ nắng gió của bốn mùa rõ rệt. Mùa đông lạnh là điều kiện để sinh vật biển phát triển. Mùa hè nắng nóng lại là thời điểm lý tưởng để thu hút khách du lịch về nghỉ dưỡng, tắm biển và thưởng thức những đặc sản biển tươi sống khi ngư dân vừa bám biển trở về. Biển Kỳ Xuân có nhiều hốc đá lớn nhỏ, là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm như cụp, tôm hùm, sò huyết và các loại cá. Biển Kỳ Xuân nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh về phía đông nam khoảng 45 km và cách quốc lộ 1A về phía đông khoảng 5 km. Bãi biển Kỳ Xuân nằm tựa lưng vào các ngọn núi. Bên cạnh những làng chài thấp thoáng càng làm cho phong cảnh núi non, biển cả trở nên hấp dẫn. Đây là một trong những bãi biển vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, nước biển trong xanh với bờ cát vàng mịn trải dài. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, ở nhà chúng tôi chuẩn bị tất cả các món ăn hải sản. Trong đó là có mực cơm đang sống, rồi thì có tôm, cua, cụp, ghẹ. Những cái hàng này là rất đảm bảo cho người tiêu dùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để khởi động cho mùa du lịch biển với sự vào cuộc của chính quyền và sự chuẩn bị chu đáo của các hộ kinh doanh dịch vụ, mùa du lịch biển Kỳ Xuân năm nay được kỳ vọng sẽ thắng lợi. Song song với sự chuẩn bị điều kiện hạ tầng, các nhà hàng còn kết nối với các đầu mối cung cấp hải sản tươi ngon để chuẩn bị cung cấp nguồn thực phẩm, nhằm đảm bảo tốt điều kiện cơ sở vật chất cũng như đảm bảo an toàn cho du khách. Những ngày này, xã Kỳ Xuân đã huy động ngày công tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các bãi tắm. Điều đáng nói, người dân ở đây luôn có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ những cánh rừng tự nhiên ven biển để tạo cảnh quan đẹp cho địa phương, chống lại gió bão, thủy triều và xâm nhập mặn. Nhờ có bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon nên mỗi năm xã Kỳ Xuân đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay thì nhà hàng đã sản sửa rất nhiều về tu sửa về hệ thống lối sống để đảm bảo các nguồn hải sản tươi sống. Đấy, về cái mặt giá cả thì nhà hàng cũng giá cũng đến thời điểm trước thì nó rất hợp lý với thị trường như thị trường bán đông. Bình quân thì nhà hàng đón khoảng bình quân một ngày thì khoảng 5 đoàn. Ngày thứ bảy chủ nhật thì 10 đến 12 đoàn. Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, biển Kỳ Xuân còn được du khách biết đến với những món ăn đặc sản mà ít có vùng biển nào được thiên nhiên ban tặng, đó là chim cu kỳ, cụp, tôm hùm. Theo ước tính, bình quân mỗi năm xã Kỳ Xuân khai thác hơn 500 tấn thủy sản. Nổi bật là tại khu vực bãi biển Kỳ Xuân là hệ thống nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp của khu du lịch sinh thái Kỳ Xuân do công ty đầu tư và phát triển Hà Quỳnh đầu tư. Công trình có quy mô 6 hectare với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm nay sẽ khai trương. Và khi cơ sở này đi vào hoạt động, dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động ở địa phương và nhiều dịch vụ ăn theo khác. Để đón cái mùa du lịch biển năm 2018, xây dựng Hà Quỳnh đã chuẩn bị những cái hạng mục như là đầu tư các hệ thống phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Đấy. Ngoài ra thì tất cả các dịch vụ như dịch vụ ẩm thực, dịch vụ karaoke, dịch vụ spa, các dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là về đầu tư về cái hạ tầng hình ảnh quảng bá để đưa cái xe resort lên tầm quy mô 4 sao. Hiện xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh đã quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng hơn 500 hectare để xây dựng những khu nghỉ dưỡng tập trung, không làm mất đi vẻ đẹp sinh thái biển, giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng tự nhiên và đá núi, tập trung quy hoạch các bãi tắm, đảm bảo an ninh trật tự cho du khách về tham quan nghỉ dưỡng và tắm biển, tạo môi trường thông thoáng cho bà con nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.
đón chào cái mùa du lịch biển năm 2018 thì cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể của huyện Kỳ Anh đã triển khai đồng loạt các biện pháp để đón du khách đến nghỉ dưỡng và thưởng thức những đặc sản quý hiếm có tại biển Kỳ Xuân. Trước hết là chúng tôi tổ chức cái tổng vệ sinh toàn bộ môi trường. Thứ hai là phóng quang, chỉnh trang lại cái hệ thống nhà hàng, khách sạn và các cái điểm đón du khách. Thứ ba là năm nay có điểm mới, đó là xã Kỳ Xuân đã về đích nông thôn mới, do đó là cái hệ thống giao thông cũng tương đối tốt hơn. Và thứ tư đó là một cái điểm mới, đó là năm nay thì khu du lịch sinh thái Kỳ Xuân do công ty Hà Quỳnh đầu tư đã đưa vào sử dụng với cái khu du lịch sinh thái Sea Resort được công nhận là 4 sao với cái môi trường thân thiện và cái tiếp cận thị trường rất là tốt với nhiều sản phẩm quý hiếm, thì sẽ phục vụ cái nhu cầu của du khách. Và chúng tôi hy vọng rằng là năm 2018 này thì cái lượng du khách đến với Kỳ Xuân nói chung, nói riêng và đến với các cái điểm du lịch sinh thái của huyện Kỳ Anh sẽ tăng hơn nhiều. Với những lợi thế mà tự nhiên ban tặng, biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh được hy vọng sẽ là điểm đến cho du khách trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng đáng nhớ. Cùng với các bãi biển đẹp như Thiên Cầm, Thạch Hải, bãi tắm Kỳ Xuân được tin tưởng sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Nhật Tân ở thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đã tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng cam, quýt, bưởi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông đã trồng xen kẽ nhiều loại cây để có thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ lao động, cần cù học hỏi kinh nghiệm và sáng tạo trong sản xuất, sau một thời gian, vườn cam quả của gia đình ông Tân đã phát triển tốt. Trên diện tích 2 hectare, ông đã trồng được gần 100 gốc bưởi Phúc Thạch, hơn 200 cây cam V2, 300 cây cam cao phong và hàng trăm gốc quýt. Hiệu quả của cây bưởi Phúc Thạch là nó rất là ưu việt vì phù hợp với cái đất đai ở Kỳ Thượng đây, cho nên trong 300 cây bưởi Phúc Thạch hàng năm thì về đến rằm tháng 7 là cho tôi thu nhập là từ 50 đến 60 triệu đồng là trong phạm vi 300 cây bưởi Phúc Thạch. Còn lại 250 cây cam V2 và cam quýt bản địa thì như thế là mới trồng 2,5 năm. Hiện nay cam V2 có trái là rất sai quả và cho thu hoạch vào cái vụ là dịp Tết. Để có được kinh nghiệm, ông Tân đã quyết tâm học hỏi mọi lúc mọi nơi. Sau đó, nhờ có các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, thông qua nhiều chương trình dự án, chính quyền địa phương triển khai nhiều lớp tập huấn về trồng trọt, bảo vệ thực vật, ông đã tích cực tham gia, vừa từ nghiên cứu sách báo, tạp chí, rồi các kênh thông tin trên TV, tham quan các vườn cam quả của các hộ khác ở trong và ngoài địa phương để về áp dụng. Phát huy lợi thế đất vườn đồi rộng lớn, ông còn đưa giống cam V2 vào trồng. Sau hơn 1 năm triển khai, vườn cam V2 của ông đã cho thu hoạch. Với việc mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông Tân không chỉ vươn lên sớm thoát nghèo mà còn là hộ khá giả của thôn Tân Phúc Thành 1 nói riêng, xã Kỳ Thượng nói chung. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình ông Tân còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tham gia đóng góp trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, hộ nông dân làm kinh tế giỏi của địa phương. Còn về hội nông dân thì chủ yếu là cái thứ nhất là giúp bà con về cái vấn đề vay vốn sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Kỳ Anh cũng như là ngân hàng chính sách xã hội có cái nguồn phát triển về cái vùng đặc biệt khó khăn. Thứ hai nữa là có cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho bà con vay vốn để tập trung về cái phát triển cái cây của muối. Thứ ba nữa là hội nông dân làm cái dịch vụ cung ứng vật tư phân bón cho bà con để bà con có cái điều kiện là
lấy cái phân bón đó để đảm bảo về cái chất lượng và về đầu tư cho các loài cây để có cái sản lượng cao. Với hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Nhật Tân, có thể thấy rằng ngoài việc làm giàu cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng đi mới trong phát triển cây ăn quả trên đất đồi dốc, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Với mong muốn giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh của các thế hệ cha anh đi trước nói chung và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc nói riêng, các đền đồi ở huyện Kỳ Anh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tiêu biểu như trường tập Kỳ Xuân đã tổ chức chương trình Đồng Lộc ngã ba huyền thoại. Ngã ba Đồng Lộc, mảnh đất và tên tuổi đã đi vào lịch sử, nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong và nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống và nuôi dưỡng lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ sinh ra sau chiến tranh. Mục đích là để giáo dục cái truyền thống về lịch sử cho các em, để các em nhớ đến các cái công lao của các cái thanh niên xung phong trên toàn quốc nói chung và các nữ thanh niên xung phong ở tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là 10 cô gái ở Đồng Lộc. Trong chương trình, các em học sinh đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với những ca khúc Một Thời Hoa Lửa, tái hiện những năm tháng khốc liệt nơi ngã ba bất tử, tái hiện sự quật cường của các thế hệ cha anh. Đây là một hoạt động nhằm ghi ơn và tôn vinh các thế hệ thanh niên xung phong nói riêng và các lực lượng đã ngã xuống trên ngã ba huyền thoại, với mục tiêu nối liền tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con rất tự hào về các anh hùng liệt sĩ và con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để xứng đáng với sự hy sinh đó. Hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 50 năm kỷ niệm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc. Trong thời gian vừa qua thì Hội đồng đội huyện đã chỉ đạo các đền đồi tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức cách mạng cho các em, đặc biệt là những chương trình đất nước tròn niềm vui, Đồng Lộc ngã ba bất tử. Qua những chương trình này thì mang tới cho các em một ý nghĩa, đó là biết được hơn về cái truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và qua những chương trình đã quyên góp các cái phần quà để trao tặng cho các bác là hội cựu thanh niên xung phong, rồi các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động và đặc biệt là các hoạt động tham quan trải nghiệm tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc trong thời gian tới. Tham gia chương trình, các em còn được giao lưu với các cựu thanh niên xung phong, được ôn lại những câu chuyện sống động về một thời hoa lửa. Có thể nói, chương trình đã không chỉ giúp các em học sinh hiểu thêm về quá khứ hào hùng, oanh liệt, những hy sinh của các thế hệ cha anh đã làm nên một ngã ba Đồng Lộc bất tử, mà còn tiếp thêm truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em có ý thức hơn trong học tập, rèn luyện, trau dồi để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.